Ngày 27 tháng 12, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị lần này do Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Dương Minh Châu đăng cai tổ chức với chủ đề Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Để công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân ngày càng được nâng cao cả về hiệu lực lẫn hiệu quả, các đại biểu cho rằng Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp cần chủ động trong việc xây dựng và ban hành kế hoạch đề cương giám sát, đảm bảo có thời gian để Ủy ban Nhân dân và các cơ quan tổ chức có liên quan kịp chuẩn bị nội dung báo cáo, phục vụ cho giám sát. Công tác giám sát phải tập trung vào các vấn đề nóng, phức tạp, được đông đảo cử tri quan tâm hoặc các vấn đề còn mang tính trái chiều. Từ những đề xuất kiến nghị tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp cần quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động giám sát, nhất là trong việc xác định nội dung, đối tượng giám sát. Trong quá trình giám sát, cần phát huy tối đa vai trò của các đại biểu chuyên trách và các ban chuyên trách Hội đồng Nhân dân. Kết luận giám sát phải nêu rõ được nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và xác định được các nội dung cần ưu tiên tập trung giải quyết. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa công tác hậu giám sát, đảm bảo các kiến nghị của Hội đồng Nhân dân và của cử tri đều được thực hiện và thực hiện nghiêm túc. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Dương Minh Châu trao cờ đăng cai hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cấp huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Tây Ninh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm cũng tặng hoa chúc mừng các đơn vị.